Chị ơi, em mới bắt đầu vào nghề môi giới thì cần làm gì? Bạn mới bắt đầu vào nghề môi giới thì cần làm gì để có được một công việc tốt và bán được nhiều hàng? Tara sẽ chia sẻ cho bạn bí quyết. Hơn 10 năm trước thì Tara cũng bắt đầu khởi nghiệp bất động sản bằng việc nghề môi giới. Để bạn kiếm được nhiều tiền, chắc chắn đó là bạn cần phải bán được nhiều giao dịch. Và để bán được nhiều giao dịch thì bạn cần phải có nhiều khách hàng. Để có được nhiều khách hàng thì bạn cần phải có các kỹ năng mềm về việc khai thác khách hàng. Vậy thì một người môi giới khi mới bắt đầu nghề bất động sản, điều đầu tiên mà tôi khuyên bạn hãy lựa chọn cho mình một đội nhóm. Nhóm nào mà họ có training đào tạo cho bạn, bạn có thể học hỏi và giao lưu. Bạn sẽ được kèm sát để giúp cho bạn nắm bắt được thị trường. Cái số 2, bạn hãy lên cho mình một cái kế hoạch để làm việc. Khi một người làm việc có một cái kế hoạch thì bạn dễ nhanh đến được đến đích hơn. Kế hoạch của bạn là mỗi tháng bán 2 giao dịch hay là 3 giao dịch và kiếm 50 triệu hay là 100 triệu. Bạn cần phải vạch định rõ kế hoạch của mình 3 tháng, 6 tháng. Bước tiếp theo nữa, bạn hãy dành một quỹ thời gian trung bình khoảng từ 1 cho đến 2 tiếng mỗi ngày đọc sách, nghe các video hoặc là tham gia vào một số khóa học nào đó. Không có tiền thì bạn có thể nghe những video trên YouTube hoặc là bạn có thể tham gia vào những khóa học miễn phí. Cứ học đi, tôi tin chắc ở đâu đó bạn sẽ có thêm được kiến thức trong lĩnh vực bất động sản. Bước số 3 đó là bạn cần phải tìm kiếm khách hàng mỗi ngày và duy trì nó đều đặn, không được ngừng nghỉ. Cũng giống như khi bạn gặp sự từ chối của khách hàng thì bạn hãy lấy đó làm niềm vui, bởi vì mình sẽ làm tốt hơn đối với những khách hàng khác. Cuối cùng, tôi muốn nói với tất cả các bạn, bạn cần phải có một cái quyết tâm cao độ, sự kiên nhẫn, quyết liệt trong công việc. Có như vậy thì bạn mới xây dựng được một cái sự nghiệp môi giới thành công. Và tôi chúc cho tất cả các anh chị em nào xem video này, bạn sẽ trở thành một nhà triệu phú môi giới bất động sản ở một tương lai gần nhé.